Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trò mỹ dân của Tô Lâm khi làm gián cứng rắn với Trung Quốc Ngày 12 tháng 6, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận ván bài tệ của Tô Lâm của blogger Nam Việt. Theo tác giả, đối với các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, cách lấy lòng dân nhanh nhất là tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc, kẻ thù trong tâm thức người Việt. Bất chấp đó là trình diễn ngoại giao hay có thật, lịch sử cầm quyền và mỹ dân từ hai tập niên nay của các tay lãnh đạo Ba Đình đã chứng minh điều đó. Tác giả đề cập đến cách ứng xử với Trung Quốc của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tạo nên một tư thế đặc biệt với ông. Vào tháng 5 năm 2014, ông Dũng đã công khai trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài. Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói tác giả bình luận, báo chí Việt Nam như mở hội, lòng người Việt như mở cờ. Tác giả cũng nhắc lại cái liếc mắt lạnh lùng của cựu phó thủ tướng Phạm Bình Minh trong một lần tiếp quan chức Trung Quốc, được dân Việt truyền tay nhau như một tín hiệu đáng tin cậy. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Lần này vẫn theo tác giả, đứng trước làn sóng chỉ trích tội phạm quốc tế, kẻ tàn bạo quốc gia. Ông Tô Lâm với vị trí chủ tịch nước đã chọn thủ pháp dân túy quen thuộc khi tiếp đại sứ Hùng Ba của Trung Quốc ngày 11 tháng 6. Tác giả dẫn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng với tựa đề Việt Nam nói với Trung Quốc phải tôn trọng quyền và lợi ích hàng hải của nhau. Đây được coi là cách nói ngang hàng và được nhiều tờ báo quốc tế chú ý nhấn mạnh. Cả hai bên cần thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao và nhận thức chung, kiểm soát và giải quyết tốt hơn những bất đồng trên biển, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau ông Lâm nói với đại sứ Hùng Ba trực tiếp đề cập đến yêu sách lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông. Tác giả cũng nhắc đến việc Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6 tháng 6 bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện của tàu khảo sát Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Chủ tịch Tô Lâm nói, hai bên cần tích cực tìm kiếm các giải pháp thỏa đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc Luật Biển năm 1982. Tác giả nhận xét, đây là điều thú vị vì hầu hết các ngôn ngữ thể hiện chủ quyền lâu nay với lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn sử dụng những từ ngữ mềm dẻo, thậm chí là nhúng nhường với Bắc Kinh. Và đây là hình chủ tịch Tô Lâm tiếp đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Tác giả đặt câu hỏi Tô Lâm muốn nói điều gì khi để những ngôn ngữ này lọt ra ngoài trong cuộc gặp ra mắt ngoại giao ở chức vụ chủ tịch nước với đại sứ Hùng Ba của Trung Quốc. Rõ ràng ông Tô Lâm đang nhắm đến hai yếu tố. Một là bắn tiếng với Trung Quốc rằng mình là một người có thực quyền, mặc dù sự lựa chọn của Trung Quốc trước đây dường như nghiêng về phía Vương Đình Huệ. Hai, lão muốn tạo một mối thiện cảm giả tưởng đối với dân Việt Nam trong bối cảnh tình hữu nghị thuộc về ý đảng nhưng chưa bao giờ là lòng dân. Tác giả nhắc lại thái độ cuối mặt nghe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình răng dạy của ông Vương Đình Huệ trong chuyến đi chầu Bắc Kinh để cầu viện trước khi bị phế trước. Ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khi đó đã cung cúc hồ to rằng Hà Nội sẽ kiên trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ. Lần này, tác giả đánh giá, có vẻ không có ai bị mắc lừa trò làm dáng của Tô Lâm, như kiểu mọi người từng bị lầm với tuyên bố của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vong, từng làm cả nước mê đắm và bàn tán. Tác giả nhận định, Lâm vẫn là Lâm, kẻ tráo trở và là tai sát thủ hạng một trong lò sát sinh của Cộng sản Việt Nam lúc này. Và nếu người dân Việt Nam biết thêm rằng sau khi nói những điều cứng rắn với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Lâm đã cười hề hề và nhắc với phận con dân. Năm sau kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, hai bên cần phải nâng quan hệ lên tầm cao mới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trò mỹ dân của Tô Lâm khi làm dáng cứng rắn với Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều tổ chức lên án việc bắt giữ nhà báo Huy Đức yêu cầu trả tự do cho ông. Ngày 11 tháng 6, AFI tiếng Việt loan tình. AFG, nhà báo nổi tiếng Huy Đức bị bắt do những bài bình luận trên mạng xã hội. Theo đó, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế viết tắt IFG, trụ sở chính tại Bỉ, ngày 11 tháng 6 đưa thông báo lên án việc Việt Nam bắt giữ nhà báo Huy Đức, tức ông Trương Huy Sàng, và kêu gọi trả tự do ngay cho phóng viên nổi tiếng này. AFA dẫn thông cáo của IFG nhắc lại công bố của cơ quan chức năng Việt Nam ngày 7 tháng 6 về biện pháp bắt giữ nhà báo và nhà văn Huy Đức. Biện pháp này được tiến hành một tuần trước khi các công bố chính thức. Cáo buộc đối với ông là lợi dụng các quyền tự do dân chủ liên quan đến các bình luận mang tính phê phán của ông đăng trên mạng xã hội. Theo AFA, trước khi mất dạng, ông Trương Huy Sang có đăng bài bình luận về tân chủ tịch nước Tô Lâm và tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với chất vấn về vai trò của công an và lực lượng an ninh trong nền chính trị Việt Nam và những diễn biến chính trị khác tại Việt Nam mà ông Tô Lâm từng nắm giữ chức bộ trưởng công an suốt nhiều năm. Và đây là hình bản tin trên AFA. Đến ngày 3 tháng 6, trang Facebook cá nhân của nhà báo Huy Đức không thể truy cập được nữa. Trước đó, ngày 8 tháng 6, AFA loan tin tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi trả tự do cho nhà báo Huy Đức. Theo đó, Human Rights Watch, tức tổ chức theo dõi nhân quyền, có trụ sở tại New York ngày 7 tháng 6 đã ra thông cáo với nội dung trên. Ngay sau khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Việt Nam chính thức khẳng định đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Trương Huy Sang. AFA dẫn lời bà Crossman, phó giám đốc bang Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong thông cáo. Với việc bắt giữ Huy Đức một cách sai trái, nhà công quyền Việt Nam đang nhắm vào một trong những nhà báo dũng cảm và nhiều ảnh hưởng nhất Việt Nam. Bài cho rằng các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần lên án việc bắt giữ Huy Đức như một đòn đánh trực diện vào quyền tự do biểu đạt và thúc đẩy để ông được trả tự do ngay lập tức. Bắt giữ một nhà báo vì ông ta viết bài phê phán chỉ thể hiện rằng chính quyền Việt Nam đang càng ngày càng rời xa dân chủ và pháp quyền. Trừng phạt Huy Đức vì ông phản đối lạm dụng quyền lực nhà nước và tham nhũng sẽ khiến những người mong đợi được chứng kiến các cải cách chính trị và kinh tế ở Việt Nam trong một tương lai gần phải quan ngại. Và đây là hình nhà báo Trương Huy Sang, tức Âu Huy Đức, trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Cũng ngày 7 tháng 6, hai tổ chức là phóng viên không biên giới và bảo vệ ký giả cũng đã ra thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo Huy Đức, đồng thời hủy bỏ những cáo buộc đối với ông. AFA dẫn phát biểu của Giám đốc Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của ASF Alviani nói rằng những bài viết của nhà báo độc lập Huy Đức là nguồn thông tin vô giá cho phép công chúng tiếp cận những tin tức bị chế độ Hà Nội kiểm duyệt. Chúng tôi kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo này và khôi phục lại trang Facebook của ông ta. AFA cho biết ông Trương Huy Sang là một cựu quân nhân sinh năm 1962. Ông từng cộng tác với nhiều tờ báo hàng đầu của Việt Nam và có những bài viết vạch trần tình trạng lạm dụng quyền hành của quan chức. Ông bị cho thôi việc năm 2009 do lời lẽ chỉ trích của ông. Sau đó, ông chuyên viết những bài về chính trị Việt Nam, đăng trên blog và mạng xã hội như Facebook. Hồi năm 2012, ông cho ra đời cuốn Bên Thắng Cuộc trình bày lịch sử chính trị Việt Nam. AFA cho biết thêm, Việt Nam xếp hạng 174 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc nhóm chốt bản về chỉ số tự do báo chí năm 2024 của ASF và cũng là một trong những nước tệ hại nhất thế giới về giam cầm nhà báo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiều tổ chức lên án việc bắt giữ nhà báo Huy Đức yêu cầu trả tự do cho ông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.